Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Sáng tạo Olympus. Hôm nay mình sẽ đưa ra một cái chủ đề khá là hay mà những cái bạn nào mà hay thiết kế về bao bì này, về các cái tem nhãn hoặc là bất kỳ một cái sản phẩm nào liên quan đến cái việc là chúng ta phải phối cảnh cho khách hàng xem á, là các bạn chắc chắn sẽ rất là thích. Tại vì cái nội dung hôm nay là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chuyển một cái phối cảnh đã có sang một cái dạng template mockup. Tại vì không phải lúc nào chúng ta cũng có thể tự tạo được các cái phối cảnh. Mà ví dụ các bạn lên Pinterest đúng không? Các bạn thấy có rất là nhiều những các cái phối cảnh rất là đẹp, nó là ảnh thật. Bây giờ mình mong muốn là sẽ chuyển các cái hình ảnh này về cái dạng là template mockup để mình có thể dùng một cách rất là chủ động đúng không? Và trong cái video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta chuyển từ một cái hình ảnh đã có sẵn như các bạn đang nhìn đây sang một cái dạng là template mockup như thế nào nhé. Cái bước số 1 mà các bạn cần phải làm đó chính là các bạn sẽ xác định là các bạn muốn làm phối cảnh trên các cái đối tượng nào. Ví dụ như ở đây mình sẽ lấy hai cái đối tượng chính. Cái thứ nhất là cái hộp giấy mà treo trên cánh cây á, là cái đối tượng thứ nhất. Cái thứ hai là hai cái lọ sản phẩm. Mình sẽ lấy cái đối tượng này để tạo các cái mock up chuyên nghiệp. Và sau đó là các bạn cần phải tách nền cái đối tượng đấy ra. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái công cụ là Pen Tool để mình sẽ tách cái hộp này ra trước. Tiếp đến là chúng ta sẽ tách hai cái nhãn dán ở trên cái lọ này ra nhá. Bây giờ mình sẽ tách cái nhãn dán đầu tiên, và các bạn nhớ là phải tách rời nha, từng cái một. Tại vì khi mà phối cảnh đôi khi là hai cái lọ sản phẩm này sẽ khác nhau, không phải là giống nhau, nên là các bạn phải tách làm hai nhé. Khi mà tách nền xong ạ thì chúng ta sẽ xử lý từng cái phần mock up một. Chúng ta sẽ xử lý về cái phần mock up của cái hộp giấy trước. Ví dụ như là mình sẽ đổi cái thiết kế của mình vào cái vị trí của cái hộp này đúng không? Thì các bạn hãy cho nó về dưới dạng ảnh đen trắng trước. Đây là cái quy tắc bắt buộc các bạn nhé. Chọn vào cái adjustment và chọn black and white này. Các bạn ở đây ở cái phần red các bạn hãy tăng cái phần trăm của nó lên. Cái phần vàng cũng tương tự là như vậy. Sau đấy các bạn ấn ok. Đến đây rồi thì các bạn sẽ tách từng cái mặt một của cái hộp giấy ra. Vì khi mà chúng ta phối cảnh là chúng ta phải ghép từng mặt một, chứ không phải là một cái mà chúng ta ghép được vào cái hộp này luôn các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái công cụ là Polygon Lasso Tool. Rồi, đây cái hộp giấy đây đúng không ạ? Ctrl G, mình sẽ để tên là mặt 1 đó. Mình sẽ chọn hai cái layer này, Ctrl G, mình sẽ nhóm lại, mình sẽ đặt tên là hộp giấy nhá, cho nó đỡ bị nhầm lẫn so với hai cái nhãn kia. Ở cái layer mặt 1 ạ thì các bạn hãy chọn vào cái phần gradient. Đó, chúng ta sẽ thay đổi cái phần điểm màu đen này sang một cái màu xám hoặc là một cái màu ghi nhạt các bạn nhé. Đây, mình sẽ cho cái này vào giữa. Đến đây. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu là ấn Ctrl, click trực tiếp vào cái chỗ mặt 1 này. Sau đây là mình sẽ kéo. Các bạn biết mình đang làm gì không? Mình đang làm cái sáng tối cho cái phần hộp này để nhìn cho nó giống thật các bạn nhé. Các bạn nhớ là khi mà chúng ta kéo thì chúng ta phải để ý. Rồi, mình sẽ cho về vị trí con trỏ chuột này, Ctrl D. Và tiếp tục ở cái phần hộp giấy này, mình sẽ bắt đầu tách cái mặt số 2 của cái hộp giấy này ra các bạn nhé. Khi mà các bạn làm sáng tối là các bạn phải biết là các cái điểm sáng, điểm tối của nó để chúng ta làm cho nó ăn nhập các bạn nhé. Mình sẽ ấn Ctrl, click chuột trái vào cái mặt 2 này để chúng ta chỉ có đủ cái gradient vào trong cái diện tích đấy thôi. Mình sẽ chọn lại cái công cụ là G, cái lệnh gradient đó các bạn, click chuột trái vào đây. Cái phần này là mình sẽ bỏ đi này, delete này. Cái phần sáng mình để sáng rồi này. Phần tối này mình sẽ cho tối hơn này. Ấn ok này, ok, bắt đầu mình kéo này. Cái phần sáng trên này sẽ là phần sáng, mặt bên tay trái sẽ là sáng hơn. Các bạn sẽ thấy là ở cái phần giữa chúng ta sẽ có cái phần đen trắng của cái nền đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ bôi trắng cái phần đấy đi. Các bạn cho cái màu foreground là màu trắng này, sau đấy là nháy chuột phải, chọn cái nét cọ mềm các bạn nhé. Đó, sau đấy là chúng ta sẽ quẹt đi một đường là nó sẽ hết các bạn nha. Vậy là xong về cái phần mặt 1 và mặt 2, chúng ta đã chọn được cái diện tích để chúng ta có thể phối cảnh. Bây giờ chúng ta sẽ làm về cái phần mặt 1 trước. Bây giờ mình sẽ vẽ một cái shape, ví dụ rectangular này, hơi bo ra bên ngoài một chút xíu các bạn nhé, để khi mà chúng ta dùng cái lệnh clipping mask nó sẽ lọt vào trong. Các bạn cứ làm theo mình đi. Rồi, sau đấy mình sẽ đặt tên cho nó là mặt 1 này. Cho mình cái màu của cái sharp này nhá. Đây này, cho là màu trắng. Và cái stroke là các bạn phải bỏ đi. Rồi, bây giờ mình sẽ chọn sang cái khác, các bạn thấy không?
nháy chuột phải này, convert to smart object là chúng ta sẽ làm gì ạ? Chúng ta sẽ chuyển nó sang một cái dạng layer thông minh để chúng ta sẽ sử dụng nó ở những cái lần chỉnh sửa tiếp theo. Sau đấy là các bạn ấn cho mình cái phím Ctrl T. À, nhưng mà nhớ nha, cái opacity các bạn hãy giảm xuống để chúng ta sẽ nhìn cho nó dễ. Rồi, nháy phải chuột, chọn vào cái distort giúp mình. Mình sẽ kéo khớp với cả cái khuôn của nó. Đây là mình đang làm cái công việc là mình cho cái đối tượng Smart Object này nó khớp với cả cái kiểu dáng của cái mặt hộp này. Nó không thể nào mà nó vuông thành sắc cạnh, đúng không? Nó phải là nghiêng theo cái hộp. Khi mà chúng ta đã uốn được cái cạnh hộp này theo cái ý của chúng ta rồi, các bạn Enter này. Sau đấy là trả cái opacity là 100. Và chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh Clipping Mask nhé. Các bạn ấn A này, click chuột trái vào cái mặt 1. Đó, hai cái mặt này. Và các bạn nhớ là chọn cho mình cái chế độ hòa trộn là Multi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử nhá. Ở cái mặt 1 trước, các bạn hãy kích đúp vào cái layer Smart Object mà chúng ta vừa mới làm xong ạ. Kích đúp lại này. Chúng ta sẽ kéo cái hình ảnh thiết kế của chúng ta vào trong này. Đó, Ctrl S, chúng ta sẽ lưu lại. Và các bạn, khi mà các bạn sang đây ạ, các bạn sẽ nhìn thấy là nó sẽ nằm ở trên cái phần mặt 1 mà chúng ta đã quy định. Tương tự thì nó sẽ sang đến cái phần mặt 2. Giả sử như là cái mặt 1 của các bạn mà các bạn ẩn cái này đi, các bạn chỉ đủ màu không thôi. Mình sẽ thử sang một cái màu khác. Đây, ấn OK này, Ctrl S lại. Thì các bạn sẽ thấy là nó cũng lưu tất cả các cái kết quả ở cái phần file PSB sang cái file thiết kế của chúng ta, sang cái file phối cảnh của chúng ta. Các bạn nhìn thấy không ạ? Rồi bây giờ mình sẽ cho cái này lên này, ấn cái này đi, Ctrl S lại. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xử lý tương tự với cái mặt số 2 các bạn nhé. Ví dụ mặt số 2 thì chúng ta đã định hình được cái khuôn của mặt số 2 rồi. Thì các bạn hãy kẻ cho mình một cái shape tương tự là như cái mặt 1. Mình sẽ kẻ vào đây. Đây là mình đang chuyển đổi các bạn ạ. Mình đang chuyển đổi từ một cái file hình ảnh có sẵn, mình chuyển về dưới dạng là mockup template. Mình sẽ để tên nó là mặt 2 nhé. Ctrl C này, sau đấy là Ctrl V vào đây này. Nháy chuột phải này, chuyển nó thành Smart Object giúp mình này. Sau đấy là các bạn hãy giảm opacity đi để chúng ta co kéo cho dễ nhá. Ctrl T, nháy chuột phải, sử dụng cái lệnh là distort này, kéo này, enter một cái này. Sau đấy là cho nó về 100%. Rồi giữ là phím Alt này, đặt chuột trái và giữ hai cái layer mặt 2 này. Đó, nó sẽ clipping mask vào trong đấy. Chọn cái chế độ hòa trộn là Multi. Rồi bây giờ cái mặt 2 mình cũng kích đúp vào đây. Rồi, bây giờ mình sẽ thay thế cái thiết kế này. Và mình chỉ là demo thôi các bạn nhé. Ctrl S lại này. Các bạn hãy ẩn cái hộp giấy đi, cái folder đấy lại. Và các bạn sẽ nhìn thấy cái gốc. Cái gốc của nó là cái phần sáng tối làm rõ ràng hơn, nên là cái khối của chúng ta cũng rõ hơn. Thì các bạn làm thêm một cái bước này như sau giúp mình này. Các bạn tạo cho mình một cái layer mới, Ctrl Shift N. Mình sẽ để tên là mặt 2 này. Đấy, Enter một cái này. Sau đấy là mình sẽ chọn một cái Rectangular Tool này. Đấy, mình sẽ kéo từ đây ra đây. Mình sẽ tạo một cái Gradient các bạn nhé. Đây là mình sẽ tạo như vậy. Như này, sáng tối như vậy, Ctrl D này. Sau đấy là mình sẽ chọn chế độ là Multi. Mình cảm thấy là cái độ sáng này nó vẫn hơi bị sáng tối này chưa chuẩn lắm. Mình sẽ G này, mình sẽ đổ lại, Ctrl D này. Và bây giờ mình muốn là xóa hết những cái râu ria ở bên ngoài đi. Thì các bạn hãy chọn vào cho mình cái phần mặt 2 đây này. Ctrl click chuột trái vào đây, Ctrl Shift Y là đảo ngược. Chúng ta sẽ ấn phím Delete ở trên cái mặt 2 ở trên đi. Đó, chúng ta sẽ xóa cái phần râu ria, Ctrl D đi. Bây giờ mình sẽ giảm cái opacity của nó xuống nhá. Giảm như vậy. Rồi, các bạn thu nhỏ lại. Các bạn nhìn thấy là cái hộp của chúng ta là cũng ok hơn rồi đúng không? Và cái mặt 1 của chúng ta, cái phần sáng tối cũng chưa chuẩn, nên là các bạn cũng phải tạo một cái layer làm cái sáng tối cho nó. Ctrl Shift N, tạo một cái layer mới. Ở đây mình sẽ để làm mặt 1 nhá. Sau đấy là các bạn cũng làm như vậy. Ấn Ctrl D này. Sau đấy là cho chế độ hòa trộn là Multi. Các bạn hãy giảm cái opacity của nó xuống nhá. Rồi, khi mà các bạn thấy là cái phần sáng, phần tối nó đặt cạnh nhau thì tự nhiên là cái hộp của chúng ta nhìn nó có khối rõ ràng hơn đúng không? Bây giờ mình sẽ click chuột trái vào cái mặt 1 này, cái layer mặt 1, sau Ctrl Shift Y đảo ngược vùng chọn. Chúng ta sẽ xóa những cái râu ria ở bên ngoài đi đúng không? Chọn về cái phần mặt 1 vừa nãy, ấn Delete, Ctrl D, bỏ cái nhấp nháy đi. Rồi,
Các bạn thấy không? Vậy là cái phần hộp của chúng ta là chúng ta đã xử lý xong rồi. Bây giờ các bạn có thể thay thế bất kỳ một cái thiết kế hộp nào khác vào đây cũng ok. Và các bạn sẽ thấy là cái cách làm này nó cũng tương tự với hai cái nhãn dán ở bên dưới. Đây, cái nhãn dán ở bên dưới mình sẽ chọn đây là cái nhãn số 1 đây đúng không? Với cái phần nhãn 1 ạ thì mình cũng sử dụng cái lệnh là rectangle tool và mình sẽ kẻ một cái hình chữ nhật và cái thiết kế của chúng ta nó phải có cái độ dài tương ứng với cả cái tem thật. Ở đây mình sẽ kéo với cái độ dài tương ứng là như vậy. Các bạn cũng để cho mình cái màu fill là một cái màu trắng nhá. Và cái màu stroke của chúng ta nó sẽ không có, tức là chúng ta không có stroke. Bây giờ mình sẽ đặt tên cho nó là nhãn 1 đi. Mình sẽ copy cái tên bên dưới này, dán vào đây là nhãn 1. Và các bạn phải nhớ nhá, chúng ta phải convert cái đối tượng này sang dạng là Smart Object trước, rồi chúng ta mới thay đổi các cái thuộc tính, ví dụ như là bóp méo đối tượng này, rồi các bạn làm những các cái việc khác thì nó mới đạt hiệu quả. Còn nếu mà các bạn tức là các bạn bóp méo đối tượng rồi, các bạn mới convert Smart Object là các bạn không làm được đâu nhá. Đầu tiên là chúng ta phải convert luôn, khi mà vẽ cái rectangle xong là chúng ta phải convert luôn. Sau đấy là các bạn ấn Ctrl T và chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh warp HRCH để các bạn này. Mình sẽ kéo cho phù hợp này. Các bạn hãy ấn Enter một cái này, giữ Alt, click chuột trái và giữ hai cái layer là nhãn một dạng Smart Object và cái layer thường, cái layer mà chúng ta đã định vị cái thiết kế của nó. Convert vào đây một cái. Nhưng mà ở cái phần nhãn một bên dưới là các bạn cần phải chuyển nó về dưới dạng là màu đen và trắng trước đi. Ấn Ctrl này, click vào thumbnail của nhãn một này, ấn phím tắt là G, chọn cái gradient giúp mình. Đây này, mình sẽ chọn về màu sáng này. Ở giữa này mình sẽ cho màu đậm hơn một chút. Đây, ok, mình bắt đầu kéo thử này. Đấy, chúng ta sẽ phải chuyển về dưới dạng là nguyên bản như vậy. Ctrl D. Sau đó là chúng ta hiện cái phần nhãn 1 lên. Bây giờ chúng ta sẽ kích đúp vào cái Smart Object mà chúng ta vừa tạo này. Bây giờ mình sẽ kéo thử cái thiết kế vào đây nhá. Kéo vào đây. Sau đó mình sẽ ấn Ctrl S. Mình sẽ lưu lại. Và bây giờ mình thử xem cái thiết kế của chúng ta có vừa nhá. Rồi ok. Chưa chọn cái Multi. Cái này mình có thể thay đổi một chút. Là cái nho sấy là mình sẽ để ra gần giữa đây. Rồi và với cái nhãn số 2 thì chúng ta cũng làm tương tự. Đầu tiên là chúng ta cũng cho cái nhãn số 2 này tô màu cho nó dưới dạng màu đen trắng âm bản trước nhá. Ấn Ctrl, click chuột trái vào cái thumbnail này, ấn phím tắt là G. Các bạn cũng đổ màu cho nó bình thường. Đây này. Đó, mình sẽ đổ màu như vậy, Ctrl D. Bạn có thể tạo ra được cái khối của cái hình trụ tròn này rõ hơn bằng cách là chúng ta sẽ thay đổi về cái màu sắc. Ví dụ ở giữa mình sẽ cho những cái màu nó đậm hơn nữa, nó sẽ đậm hơn nhiều hơn. Rồi, ấn OK này. Bây giờ mình sẽ Ctrl và mình sẽ giới hạn cái phần mình đổ màu. Đây, mình sẽ làm như vậy, Ctrl D. Đấy, các bạn thấy không, cái khối của chúng ta rõ ràng hơn. Và bây giờ mình cũng sẽ vẽ một cái rectangle là một cái tem của chúng ta đó các bạn. Bây giờ mình sẽ convert sang Smart Object, nhưng mà trước khi convert thì mình sẽ đổi tên là nhãn 2, để khi mà chúng ta thay đổi cái thiết kế, chúng ta nhìn vào cái tên là chúng ta hiểu là chúng ta đang làm với cái đối tượng nào. Nháy chuột phải này, convert to Smart Object. Cái Smart Object là cái layer thông minh, nó sẽ lưu cho chúng ta liên tục những cái sự thay đổi của cái layer này. Và mình sẽ group các cái layer điều chỉnh này lại. Bây giờ mình sẽ ẩn các cái layer mà mình đã chỉnh sửa đi nhá. Mình sẽ ẩn đi này. Và các bạn sẽ thấy đây là cái gốc đúng không? Còn đây là cái kết quả của chúng ta. Các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ tận dụng được cái hình ảnh phối cảnh này vào trong cái sản phẩm của mình. Và đây là một cái cách làm ngược, nhưng mà nó lại phù hợp với những cái trường hợp mà chúng ta cần những các cái mockup mà tương tự như thế. Chúng ta không có điều kiện để chúng ta set up được các cái mẫu phối cảnh theo ý, thì chúng ta có thể tham khảo cái cách làm như vậy. Ẩn đi để các bạn sẽ thấy là khi mà chúng ta chuyển về dưới dạng là template mockup là chúng ta sẽ làm được như vậy. Thậm chí là cái màu nền này, cái cát, chúng ta cũng có thể thay đổi được cái màu đấy luôn. Và bây giờ mình sẽ thử cho các bạn nhé. Giả sử như là các bạn muốn đổi cái màu nền đi thì các bạn phải tách nền cái màu nền đấy trước, sau đấy là chúng ta mới có thể thao tác được ở cái vị trí đấy. Bây giờ mình sẽ tách nền nhanh nhé. Và cái bước đầu tiên là chúng ta sẽ chuyển cái layer background này dưới dạng là âm bản trước vào in mix này, adjustment. Sau đấy là các bạn hãy chọn vào cho mình cái black and white. Rồi bây giờ cái phần red và yellow các bạn hãy tăng cái thông số phần trăm lên giúp mình cho nó đỡ bị xỉn.
Sau đó chúng ta sẽ vẽ một cái shape ở đây. Các bạn thắc mắc với mình là vẽ cái shape này làm gì đúng không? Thực ra đây là cái cách chúng ta chuyển màu đó các bạn. Kéo xuống, Enter này, ấn phím Alt này, click chuột trái vào cái background này, với cái layer background. Và mình sẽ chọn cái chế độ hòa trộn của nó là Color các bạn nhé. Bây giờ các bạn muốn thấy cái sự thay đổi của cái màu background thì các bạn hãy ký đúp vào cái shape này và các bạn hãy chọn về cái màu mà các bạn ưng ý. Đây, các bạn thấy không? Ví dụ như là các bạn chuyển sang màu đỏ cũng được luôn. Các bạn cũng đã hình dung ra được cái cách làm rồi đúng không? Đây chỉ là có hai cái đối tượng là vỏ hộp và nhãn dán. Còn nếu như cái phối cảnh của chúng ta nhiều hơn thì chúng ta cũng làm tương tự. Rồi, và nếu như các bạn yêu thích cái nội dung của bên mình thì các bạn hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ bên mình nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau nhé. Tạm biệt nha.